Yêu nước bao đành trơ mắt ngó, thương đời chưa vội ẩn non cao. Quyết đem tâm sự tâu cùng Phật, coi lệnh từ bi giải lẽ nào. Kính thưa quý thính giả và chư quý đồng đạo, chương trình diễn ngâm thi văn giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ băng 4 đã hết, mời thưởng thức tiếp băng 5. Nam mô A Di Đà Phật. Mở đầu là bài Thiên Lý Ca. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo lối tháng 7 năm Kỷ Mão. Nam mô A Di Đà Phật. Phan lòng chớ giả chớ hoài lo, ngọc ân non côn tở lửa lo, châu lạc đường dễ nương bước ngựa, núi truồng qua đằng ráng lần dò, vườn qua ngõ khỉ dòng chiêu chích, cảnh nguyệt coi gà tiếng ó ó. Tường tận đã nghe xây công liêu, hương thôn bỏ xế sự sang hò, hò sang sự xây bỏ thôn hương, liệu công sẽ nghe đã tận tường. Ó ó tiếng gà coi nguyệt cảnh, chích chiêu giọng khỉ ngó qua vườn, quỷ ma hay phá rối người tu, đạo đức chữ nhu răng chỉ hành, chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh, chớ quên tiếng nguyện chốn non xanh. Đêm thành vắng tiếng đờn khoan nhạc, nghe cho tường giọng bắc qua nam, Thích Ca còn phế tước hàm, đài cao cửa rộng mà ham tu hành, hiện để cho muốn nghe lời ngọc lão tỏ bài, hình dốc nhiệm sâu
thiền ý không riêng mỗi đạo màu, rằng truyền yếu lý nhiệm cao sâu. Chuyện miền Nam địa càng thâm diệu, lọc lẽ tà tâm sự đứng đầu. Nguồn bạch thủy trong veo thấy dạng lẻ nhiễm màu, chưa hẳn tròn đêm ngày buồn bã vô hồi. Kìa trên tiếng cành vị ngôi sằng dành, đảo rải khắp năm cành tỏ bút dài tận tường, chẳng chút mi nào sai. Cổ nhân tích để phân bài, đường chân nẻo chanh âu ai ráng tầm. Thuyền bát nhã chí tâm mà trực thẳng thả ra khơi, cứu dẫn khách trần. Phù sanh lắm cuộc lao thân, ngày đêm ta than muôn phần đơn đau. Trong đời người tài cao đức trọng, hầu rõ thông thiên vọng lẽ nào, chỉ tâm tường làm thấp cao, dạy cho rõ biết thiên tàu nơi đâu. Ngồi nghĩ càng thêm sầu cho thế, bởi ít ni ai cải chế đường ta, sợ e nhiễm trượt đỏ xa, sợ cho lắm mà kẻ chán hòa lụy tu. Sợ nhiều kẻ giả buồn đổi chí, quên những câu chánh kỹ quá nhân, mạng lo tìm kiếm tước quần, thất kỳ dòng tường chân đường lành. Trong buổi khổ mau mau tránh khổ, ráng tầm vào đến chỗ an cư,
học câu hỷ xả đại từ. Nếu gương nghĩa sĩ giả tư chớ gần, cầu bác chánh ráng mài chạm giả tứ một điều người khá hành. Muôn thu thiên định nhất kỳ, hạ quân sắc lệnh khai kỳ long qua. Rạng dẹt phá sương mù trước mắt, chớ để cho quỷ giấc linh hồn. Lão đây chứng lệnh Phật tôn, lạnh cân thường phạt chữ môn giữ lành. Khả chí tâm học hành kinh sám, thoát nơi miền hắc ám phong ba, trở chân cho kịp long qua. Long qua có mặt ấy là hiện nhân, đền nợ thế nghĩa ơn trọn vẹn, lấy tinh thần hiệp giếng ngút mây. Chớ nên bắt bẻ Phật Thầy. Ngày sau phải chịu đọa đài chớ cuối năm thành sẽ lo dần chuyển sự hà tiên linh hiển cơ quan nhưng sanh sẽ hiệp một đàn hết thành rồi lập mà nhân hoàng hội ra khuyến sanh chung gần xa phân càng dựng nhân hoàng cho ràng á đông chúng sanh phải tưởng giống dòng hiệp tâm hiệp trí cột mưa đồng nhà nam. Phật chỉ dạy quy tam lập hội dựng cho rồi một cội thành ba chớ mong yên thử ấm hà mười ngàn năm lẻ cửa nhà đâu con. Ta nhắc lại khéo giòn cho trẻ, cứ đau lưng đừng rẻ đừng chia, cả kiểu lớn nhỏ hoài dìa, trên hòa dưới thuận chớ lìa
chớ phân. Long qua hội ân cần lo lập, lập cho rồi tam thập lục nhân. Lối âm dục khởi tiếng đờn, thất sơn giấy loạn là cơn hiểm nghèo. Nơi phía trước chéo leo tiếng ơi khóc, đứng sau lưng hình dốc dậy chân. Nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lấy lừng nạn tay. Thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lặng lơ ngạo biếm khoe khoang. Đến nay là buổi tai nạn, tam thiên lục bái khắp tràng hại dân. Đến thân giàu thanh thần náo ơi đồng, thám cho trần nhà trống ruộng quang. Tiếng than lụy ngọc nhỏ tràn, nạn tai dồn dập xóm làng còn chi. Quyển sanh chung ráng ghi môi ơi đạo, lòng hằng lo ngày thảo nghe con. Tương vừa giữ phần cho tròn, cuối niên thân dậu mất còn sẽ phân. Trong một giáp ân cần suy tính, muốn làm hiền ráng nhìn đừng than. Đến nay gần buổi khoa tràng, minh quân xuất thế khắp mưa tràng thanh thơi. Đến thân dầu cơ trời thấy ơi lộ, hết đau bình quy cổ diệt kim. Gia vô bế hộ im liềm, lập thành mối đạo rõ điềm xưa kia. Thì dân chúng danh bia hầu thế, Phật thánh tiên kềm chế lập thành. Việc ta lập chánh đành rành, ba màu nắm chặt nam thành sự phân. Trong tam giáo ân cần mở đạo, trường ngoại ban phục mi đạo như xưa. Phật tiên dẫn chuyển lọc lừa, chúng sanh răng nhớ mũi dương hồi này. Trên cùng dưới xâm dày một buổi, dựng mười hai mai rủi mới hay. Làm cho rõ mặt trâu mày, thượng quân hồi phục là ngày an cư. Cuối năm dậu như thường cổ, thời nhân sanh hết khổ đến mai. Để dường xuất thế là ngày, dẫu thân bình trị trong ngoài âu ca.
phân chỉ rành gần xa để già, chớ đảo điên phải đọa phải xa. Nghĩ suy cho thấu mới là một bầy hồng lạc nơi đà thanh thơi. Quyến sanh chúng nhớ lời ta tỏa, trước cùng sau chỉ rõ mối đàn. Nhân sanh giữ phận chớ than, mình dương xuất thế mới an dân lành. Gọi ơn trời độ khỏi sai lầm, xin giúp chỉ bền chỉ dục tâm. Hộ mạng thần Quán Âm trợ lực, nguyện thân ý nhiệm xứng công thần. Từ bi trời Phật độ quần sanh, cứu khỏi tai ương vạn sự lành. Đệ tử gọi những ân đức cả, chung thân quyết chỉ dốc làm lành. Buồn giới mượn bút cư tay đầy, đã rời trần thế giữa kề tiên ban. Tay chèo miệng nói lan man, chúng sanh cách trở nghèo nàn hơi ai. Lục châu ta dạo bằng nay, thấy trong lễ thử quá dài gian nan. Đồng tình ta quốc cư an bang, nước nhà vững đặt nam đàng hiên vinh. Bây giờ ta mượn kệ kinh, khuyên ai mau kiếp sửa mình cho an. Bữa xưa giảng kể một nan, bởi vì ta mắt dời thoảng cảnh xa. Ngày nay ta cũng nơm nao, gẫm trong lê thứ hằng hà lụy rơi. Chừng nào mới đặng thành thời, qua năm tuất khởi Phật trời định phân. Chiếm mô đà vừa cầu nhân, người xưa trở gót cho gần người nay. Người nay rồi biện thảo ngay, thì là thấy tảng mặt mày người xưa. Nguyện cầu gắn chí ai sớm mi trưa, cầu cho ba tâm sớm tu hành. Đầu đuôi ta tỏ ngọn ngành, mau mau trao trịa chữ lành cho xong. Đến chừng lập hội mới mong, trở về chúa cũ mới hồng xê xa.
Người hiền như thể cỏ lan, người hung chết rất kỳ chật đàn tham thay. Cả kiều kìa hỡi là ai, quan trường rời trước mặt mày chùi lao. Lùi chân ra khỏi cho mau, tìm trong lánh đục mi tàu đào mới ngoan. Theo ta đến chốn tiền bang, đặng coi các nước hồi hàng năm non. Đạo Phật vốn ngàn xưa rạng toàn, nay luôn lờ bị mỏ cùng chuông. Thấy chúng sanh đắp Phật ban buông, mà tội lỗi ngàn muôn lao ly. Cho đó hiểu nhiều câu quyền bi, ráng nghĩ suy bền chỉ mới màu. Dẹp lời danh dẹp hết mộng sầu, đặng trở lại với cha cùng chúa. Nếu chẳng lo cũng như lá úa vàng nó rụng người ôi. Ngàn năm mới ơi có một đời, tới chừng lập hội Phật trời xử phân. Ai muốn gần bể ngọc mê cát kê lần, thì phải ráng lập thân nuôi ở chi. Ta cho đó ít câu hữu ơi lý, diệt tâm trần lập mà chỉ hiền nhân. Đục trong đà tỏ nguồn cơn, lời ta khuyên đó như đờn ba nha. Mặc ai biếm nhẹ gần xa, lòng ta ta biết ai mà mặc ai. Đẩy khuyên đó đặng cay tráng chiều, mặt người trên bận biểu chẳng phê. Muốn cho thân dược khỏi lệ, cấm xào trì chí một bề lo tu. Kim ngọc nan tri tường đông hài, Phật tà phàm tục tất nan tri. Ẩn xác phàm phu dình thích đạo, mặc tình thế sự chúng khinh khi. Mấy kẻ tu mi tròn nhân đạo, hiền nhân thức tình kiến quyền di. Ngài thẳng hiếu trung trang hiền thảo, kim thời ba tánh gọi ngu si.
nợ thế đền sông mong dai lào. Hiện thần hiểu nghĩa đáng nên ghi. Lâm sầu mong ở trong mi trần thế, việc tu hành như ế chợ đông. Mạng lo danh lợi nào nồng, chữ tu để già chớ hồng lợt phai. Mắt tình ai dèm phá tay, tiếng sữa tâm lành như miếng hoa thơm. Đến chừng hoa nở nhụy đơm, thì là trần thế mới hòm bé qua. Câu đạo lý thiệt tường thiệt cây tầng, khuyên dương trần bớt ký dần đừng gây. Kìa kìa súng nổ trời Tây, đến năm thân dầu tay đầy xâm gian. Hung đồ với lũ ơi dọc ngang, đến sao rơi máu khắp mưa tràn mới tu. Thấy đạo lý còn lúa chưa tỏ, dân ganh hiền ghét ngõ làm chi. Buồn đời xuống bút làm thi, thương dân chịu chữ cô lì dạy dân. Nào nào dân có biết ân, mạnh rồi tưởng Phật dạy thần làm chi. Lời châu ngọc khuyên ai để ơi già, nay gặp người quái lạ toàn phân. Hãy mau khuya sớm mà chuyên cần, đặng xem chư quốc cơ non tầng dành chia. Nay nhằm lúc đêm khuya lặng lẽ, nhắn ít nữ lời cho kẻ đàn xa. Phật nhi tâm tánh thật thà, ông còn phân biệt chánh tà nữa thôi. Dương trần thượng bạc như voi, gặp cơn bác loạn mới hồi tâm hung. Lúc áo nào cội thun lo liệu, gắn bền lòng bận biểu gì ai. Thất sơn lộ vẻ đài lầu, chừng ni mới thấy nhiệm màu của ta. Khuyên bốn đạo gần xa nuôi, chí lẽ nhiệm màu quyền bí nơi đây. Bây giờ nương bóng cờ tay, mượn phần xác thịt tỏ bài thiệt hơn. Thương sanh chung đòi cơn già ngọc, ta quyết gìn chúng tộc giang sơn. Ta khùng mà chẳng có cơn, cũng không có tánh giận hờn
ba gia. Cười rồi khóc thiết tha, liệu điệu vợ xa chồng, bận biểu thế lương, chẳng cần trà quá nồng hương, miễn cho ba tâm thì biết đường chân tu. Nghe kể xám như ru giấc cây mộng, lo chê cười hầu hồng reo vang, ý mình nhiều của giàu sang, phụ khinh tông tổ chẳng màng người xưa. Mặc ý ai ghét ơi ghét, lấy tâm thần xem xét thế nào, sấm gian thì lộ bản vàng, chứ nhu thế giới khắp mưa tràn tới thi. Chữ thi gần chữ sầu bi, bị ham của báo đi kỳ mau rơi, chừng đó mới trời ơi đất hời, mang khổ hình gì bởi chẳng tu. Ham vui quyền quý dài ngu, chữ sang danh vọng như mù đi đêm. Ta nào có nói thêm cho chúng quá yêu đời, viết tung ít câu, ít câu mà ý nhiệm sâu, nghĩ suy cho càng mới hầu khôn ngoan. Đây sắp đến lầm than khắp ơi chốn, việc tu hành đâu tốn tiền chi. Này này lời lẽ ráng ghi, sau đây sẽ thấy việc gì trên mây. Ta mắt lánh tà tay đa, sự làm điên khùng cũng tự lẽ đi. Ai là đáng ơi bực tu mi, thường đời ta mới làm thi, khuyên đời còn ẩn nhận đời thời đưa đến, nên phải làm kẻ mến người khinh. Người hiền tâm trí thông minh, người hung cứ mãi chống kình với ta. Theo học cổ năm na ít trời tiếng, làm nhiều điều sao xuyến nhân tâm. Chữ nhu ta học âm thầm, ai là người trí ráng tầm cho ra. Để đến lúc phong ba biến ơi, chuyển cành hồng trần tờ biển mênh mông, mới là sợ chết ước mong, mà không ai cứu bởi lòng ác gian. Tiếng đợn hò liếu công sang, đêm khuya khuyên nhủ khắp tràng chung xanh.
chốn Phật cảnh văn tâm kẻ tới ta ra đời nên mới đổi thay. Bởi vì lời lẽ thẳng ngay cho nên chúng nó ghét bài phu thi. Thấy tăng chúng sầu bi dạ mẫu kệ khuyên trần nước độ lá môn khắp cùng làng xóm hương thôn. Vì khôn quá thế nên tồn lại ngu dạy đạo đức người tôi rằng lý mong cho người hữu chỉ làm theo không làm thì ác mang eo làm xong vượt khỏi qua đèo trong gai. Nam mô A Di Đà Phật.